Xin chào các bạn đã quay trở lại với điện tử thực hành NVT, website www.banhkhoadiệntử.com. Chúng ta đã biết rằng muốn học tốt về điện tử thì chúng ta cần phải sử dụng các linh kiện cho nó thật là thành thạo và chuyên nghiệp. Muốn sử dụng tốt các linh kiện thì các bạn lại phải hiểu về đặc tính của các linh kiện đó. Và khi các bạn muốn học tốt điện tử, các bạn cần có tài liệu và công cụ. Khi đọc tài liệu, các bạn lại có những cái thuật ngữ rất là khó hiểu, chẳng hạn như là đặc tuyến Vonampere, phân cực, thiên áp, định thiên, ba la, rất là nhiều. Thì những cái thuật ngữ đó sẽ làm những người mới học điện tử rất là cảm thấy là khó hiểu và không hiểu là mối liên hệ đấy là nó những cái từ đấy nó diễn đạt cái gì. Trong video này tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về đặc tuyến Vonampere. Vậy là cái thuật ngữ đặc tuyến Vonampere này có nghĩa là gì? Khi sử dụng một linh kiện thì các bạn phải hiểu rằng là muốn sử dụng linh kiện đó thì người ta phải biết được là cái con linh kiện đấy nó hoạt động như thế nào. Khi cho một điện áp vào thì nó dòng điện nó sẽ biến đổi ra sao khi qua cái linh kiện đó. Cái đặc tuyến Vonampere là rất là đơn giản, đó chính là cái mối quan hệ giữa điện áp đặt vào linh kiện và cái dòng điện đi qua linh kiện đó. Nó cũng giống như là mối liên hệ giữa là cái vị trí vít tại ga cũng và với cả cái tốc độ mà cái xe của chúng ta nó đạt được. Đặc tuyến Vonampere của một linh kiện thì nó chỉ là mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện qua nó mà thôi. Ví dụ để khảo sát cái đặc tuyến Vonampere của một con điện trở như thế này, đây là con 22 ohm, con điện trở 22 ohm, nói riêng và các điện trở nói chung thì người ta sẽ cần một bộ nguồn có khả năng lập trình chính xác và cho hiển thị ra một cái dòng điện qua tải. Thì tôi vẫn sử dụng bộ nguồn này để khảo sát các đặc tính của linh kiện trong các cái thí nghiệm thiết kế hoặc là sửa chữa điện tử của mình. Bây giờ tôi sẽ cho điện áp của chúng ta bắt đầu từ 0V. Ok, giờ tôi sẽ kẹp con điện trở này vào cái bộ nguồn cấp của chúng ta. Sau khi những cái kết quả giá trị đạt được thì tôi sẽ thể hiện mối liên hệ đó vào bằng một cái đồ thị. Thể hiện mối liên hệ giữa U và I. Đây là cái dòng điện đi qua tải và U đặt vào. Đây là sẽ có là 1V, 2V, 3V, 4V, 5V. Và chúng ta sẽ xem quan sát I khi chúng ta sẽ là tôi sẽ tăng lên thành 1V. 1V. Dòng điện của chúng ta là 0,045 A. 0,045 ở đây. 0,045. Đây là A. Tiếp tục tôi tăng lên 22V, 0,0912. Đây ta có 1V này thì bắt đầu sẽ là 0,0 và tăng lên 2V thì là sẽ là 0,0912 à 0,0912. Đây một điểm nữa, mối liên hệ khi các bạn thay đổi cái độ tăng giảm này nó càng nhỏ thì cái khảo sát đặc tuyến Vonampere của chúng ta là càng chính xác. Tiếp tục tăng lên thành 3V. Chúng ta sẽ có là 0,136 bộ 3A.
0,136. Và tiếp tục tăng lên thành 4V. 0,1816. Bây giờ các bạn sẽ nối lại các cái điểm vừa khảo sát. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi nó là một đường thẳng. Nó là một đường thẳng tuyến tính. U tăng thì Y sẽ tăng theo. Vậy là cái đứa hàm này là hàm bậc nhất, xuất phát từ gốc tọa độ. Ở đây sẽ U sẽ bằng KY. K là một hệ số và đây chính là K, đây cũng chính là cái con R của chúng ta, và bằng RI là một hằng số không đổi. Thì đây là một đường đặc tuyến thể hiện mối điện áp đặt vào và cái dòng điện đi qua một con linh kiện. Nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đặt vào một con linh kiện một cái điện áp nào đó thì dòng điện đi qua linh kiện này nó sẽ biến đổi như thế nào. Điều này giúp chúng ta tính toán và sử dụng linh kiện sao cho nó hợp lý. Một linh kiện bị phá hủy bởi ba những thông số chính, đó là dòng điện định mức, hai là điện áp định mức và ba là tần số đáp ứng. Khi đọc data sheet của tất cả những linh kiện thì những thông số này các bạn phải quan tâm đầu tiên. Trong một data sheet của các linh kiện nó có rất nhiều các thông số khác nhau, tuy nhiên thì các bạn phải đảm bảo ba thông số này phải nắm vững: điện áp chịu đựng, dòng điện chịu đựng và cái tần số đáp ứng của linh kiện đó. Thì khi khảo sát những con linh kiện khác như là transistor, opto quang, diode, trụ điện, cuộn cảm thì cũng sẽ có những cái đường đặc tuyến vô nam be này để giúp chúng ta có thể hiểu về linh kiện cũng như là dòng điện đi qua linh kiện khi mà có một điện áp đặt vào. Hiểu về đặc tuyến vô nam be của một linh kiện sẽ giúp chúng ta sử dụng linh kiện, thiết kế linh kiện một cách chính xác, không làm hỏng linh kiện vì quá dòng, vì quá áp hoặc là không đáp ứng được tần số. Hy vọng thì sau video này các bạn đã hiểu thế nào là cái đặc tuyến vô nam be của một linh kiện. Nó chỉ là một mối liên hệ giữa cả cái áp đặt vào và cái dòng điện đi qua cái linh kiện đó. Khi lúc đó thì các bạn đọc các cái tài liệu về điện tử sẽ rất là dễ dàng, không cảm thấy bị trừu tượng. Ở đây là một cái đặc tuyến vô nam be của một điện trở, nó là một hàm bậc nhất. Còn với những cái diode thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta đặt vào điện những cái linh kiện khác như là diode, tụ điện, cuộn cảm thì sẽ có bộ linh kiện nó sẽ có những đặc tuyến vô nam be khác nhau. Và khi hiểu về những cái này thì các bạn có thể sử dụng những linh kiện này một cách chính xác, không gây ra hỏng hóc cho linh kiện. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa.